chiều 15 tháng 12 năm 2023, cơ quan hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh tổ chức phát động ủng hộ kinh phí hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số huyện có hoàn cảnh khó khăn mua thẻ bảo hiểm y tế. Tham dự lễ phát động có đồng chí Hoàng Văn Thanh, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Lê Đức Tiến, ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Theo Nghị định số 75-2023 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 3 tháng 12 năm 2023 quy định, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2016-2020, mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, gọi tắt là đối tượng người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi Quyết định số 861, được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế. Qua giả soát, toàn huyện còn hơn 3.000 người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng của quyết định số 861 chưa tham gia bảo hiểm y tế. Mặc dù số tiền người tham gia phải đóng sau khi được ngân sách nhà nước hỗ trợ là 70%, tức là chỉ còn 24.300 đồng một tháng. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn, thời gian vận động tham gia bảo hiểm y tế năm 2023 chỉ còn 17 ngày, trong khi nhiều người dân chưa nắm được thông tin và hiện đang rất cần sự hỗ trợ thêm kinh phí để được tham gia bảo hiểm y tế. Vì thế, để tạo điều kiện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Long Chánh, nhất là người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng của quyết định 861 kịp thời được chăm sóc sức khỏe từ chính sách bảo hiểm y tế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kêu gọi các ban xây dựng Đảng, văn phòng huyện ủy, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể huyện, các phòng ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan bảo hiểm xã hội, bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế, bưu điện huyện vận động cán bộ công chức viên chức người lao động ủng hộ kinh phí hỗ trợ người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng của quyết định số 861 tham gia bảo hiểm y tế tháng 12 năm 2023. Trên tinh thần tự nguyện, tại lễ phát động đông đảo cán bộ công chức viên chức cơ quan hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện đã tiến hành đóng góp ủng hộ với tổng số tiền ủng hộ trong lễ phát động là trên 10 triệu đồng.